Nó bé tổ rồi. Ui trời ơi. Ui giời ơi, tính chưa? Đấy, thấy chưa? Ui ôi, lại chưa? Ui ôi, lại. Tình, ui giời ơi, nhiều dạng thế chứ nhỉ? Đúng dạng luôn. Nhiều lắm anh em ạ. Ui, nó lại chui trong này nè. Anh em ạ, nó vào đây trứng à? Điện đây. Ui, điện đâu? Đây trứng này này. Ui, nhiều chưa? Ui, trứng này, ôi trời. Cẩn thận nhá. Đừng có thò tay nó cắn đấy. Làm cái này. Ui, một đống ở trong này này anh em ơi. Nó đẻ đây trứng này này. Ui, đầy trứng trong này này. Kiếm một cái móc đi anh em ơi. Kiếm cái móc đi, trứng rắn này. Trứng rắn này, cào trứng rắn cho mọi người xem. Trứng xác các thứ đây này. Chính tổ là cái khu vực này ông rất là nhiều rắn đâu ạ. Làm cái bảo đấy. Vào làm tổ ở trong đấy. Cái này móc được không? Đâu? Ừ, cái đấy móc sao được, kiếm cái móc áo ấy. Đấy, mượn đồng cái móc. Mình tin chưa này mọi người này. Ui giời ơi, đống trứng kìa. Thôi quả trứng đi ra cho mọi người xem nó mới hay này. Ừ, kinh chưa? Ừ, đây rồi, cái móc này thì được. Mọi người xem trứng này. Quá nhiều trứng luôn. Trời, đang trườn kìa. Nó đắn đang trườn đấy. Giời, hãi này, kinh chưa? Đây. Ui cao đấy xem nào. Này. Kéo trứng ra trước. Ui, kéo trứng này em xem nào. Ui, sạc. Ui, có cả sạc này. Vào để sạc to thế. Ui, trứng này. Ui, vài chú ý mà quay này. Ui, nhiều trứng chưa? Vài trứng này. Trứng to thế. Ui, trứng này. Trứng nhiều trứng của chú. Quá trời, trứng rắn luôn này. Quá trời. Quá to nhé. Quá to chưa? Cái kéo đó đi cho em nhặt ra. Đấy, phải tạo nó bỏ vào tay nhá. Cẩn thận đấy, chứ đừng xò tay vào nhá. Cán đang thò đầu đấy. Ui, trứng này. Gẹt trứng đấy. Đây này. Gẹt trứng đấy. Ui, này. Trứng to, trứng bé bao hết. Trứng rồi. Một ổ trứng này. Ở lâu lắm rồi. Ui giời ơi khiếp. Mọi người xem này. Nắng chi. Đấy. Ui giời. Ui nó trứng thế này. Ui này. Không ơi trứng này. Ui nhiều thế. Ừ. Còn như có đây. Còn đầy trong này này. Trăm quả trứng ấy. Ui. Làm trứng thế nhỉ. Ừ. Có vẻ tức tìm tổ nó đẻ thôi. Này gạt hết cái này ra. Gạt hết ra. Gạt hết ra. Hãy gạt ra đây em chờ vào những một. Ui nhiều trứng chưa. Trứng chưa? Còn đầy. Đây này. Ui. Quay rắn này. Ui. Từ từ. Mũi rắn này. Ui mọi người xem này. Ui trứng đạt rắn u cái đầu ui, này. Ui nắm chưa? Nhiều chưa? Nhiều rắn thế. Ui nắm đầu thế, 4-5 cái đầu rồi. Nó vào nó đẻ đây. Đây bà hay là rắn nó đẻ đây. Đây đây bà này. Nó đẻ trứng đây bà. Bà ơi. Ui đồ ôi kinh chưa? Đấy, có kinh khủng không? Này, đang nom ngót nó ngót vào đây này. Ừ. Kinh chưa? Kinh đấy. Đứng cái đèn cái dọi vào. Và đấy. Đấy, thấy chưa? Đó, bướm bóng. Đấy, ui. Thôi moi ra cái này. Tìm cách moi rắn nó đi. Này, Chiến cầm cái này. Kinh à. Tổ rắn này nó lột xác, nó đẻ đầy trứng ở đây không? Quá nhiều trứng rồi. Này, nó móc ra này. Ui đây. Ui đây. Chết đây túi đây này. Ui giời. Ai trong chưa? Xem. Chết không? Đẻ đầy trứng này. Ui một túi này. Ui. Ui rồi anh em. Ui búi rắn này. Ui giời ơi. Ui kinh chưa? Đấy, thấy chưa? Ui ôi, hại chưa? Ui ôi, lại. Kinh. Ui sao mà nó nhiều rắn thế chứ nhỉ? Ui rắn luôn này. Sợ chưa? Ui sợ. Ui kinh. Ui còn trứng nữa hả? Còn trứng không? Đấy. Thôi đi gảy hút cho em. Kinh. Thôi về em chiên được không nhỉ? Nhiều quá. Chiên cái loại trứng này chiên ăn ngon trứng lắm. Chiên ngon lắm. Để móc ra tiếp này. Rồi, móc ra tiếp cho mọi người xem này. Một ổ rắn luôn này. Ui giời. Kinh chưa? Móc vừa nãy một búi lại cho mọi người xem nó thích. Đây. Ui giời hại chưa? Ui giời kinh. Ui, phì ấy. Ui, nhiều thế. Ui, hại chưa? Ui, trong bếp nào này. Ui, giời, túm một túm này đây. Ui, dồi, cầm một túm đây. Ui, giời, hại chưa? Đây. Cẩn thận anh ạ. Ui, đây này. Hai mọi người đây. Ui, dồi, hại chưa? Đấy là cào ra đấy nhá. Vẫn còn nhiều trong cái nắm đấy. Còn đây trong này. Nhiều lắm. Đây. Ui, này, đây. Ui, ui, hại chưa? Búi rắn này. Ui, búi rắn luôn này. Búi rắn đồ lù này. Đây, ui, lại cái đuôi nữa này. Lại cái đuôi nữa kìa. Nhiều chưa? Ui giời, đấy, ui, bó đuôi rắn luôn. Ui, cẩn thận. Nó thò đầu nó cắn đấy. Kinh, quá kinh khủng luôn. Ui, ui, ui,
Ui đã này. Ui giời ơi, anh chưa. Ui người xem này. Chú đang chơi vào trong kìa. Sợ nhỉ. Quá sợ anh. Cẩn thận con này đâu này. Cắn đấy. Cắn đấy. Bắt từng con một. Bắt từng con một ra đi. Bắt từng con một ra đi. Bắt con một đi. Túi này. Bắt từng con một ra đi. Cứ cầm đuôi một ra đi. Không biết có đựng hết cái túi này không. Thế em thấy nhiều lắm. Nhiều khó đấy. Ui giời. Ui giời. Nắng đầy rắn này. Ui là. Dính với nhau. Hai con. Ui gian trứng mới cắn đấy. Gian trứng mới cắn. Ui trời, tay. Con. Một con. Ui giời non. Hai con này. Giời nhiều quá. Đấy. Nó to. Đây một tổ rồi. Ui trời, có to thế. Ừ, hai con. Con to thế. Ui ôi. Ui, con này to lắm. Con này lắm, con này đẻ đấy. À chết rồi. Ôi, nó nha ôi. Nó to đầu. Cháu ngoại năm ngoái là cái mà phải thôi. Con. Kiếp bếp nó ăn không? Ôi ơi. Vẫn còn nguyên búi này. Ui ôi, nguyên búi luôn kìa. Hai. Nhiều chưa? Thấy chưa? Chưa. Đấy, thấy chưa? Đấy, 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 đấy. Tổ luôn. Trời, một tổ rắn đây. Hai. Tổ luôn. Ôi trời ơi, một búi luôn. Bắt từng con một, không cắn chết. Bắt được con một thôi. Vào nó đẻ đây thôi. Bốn con. Hay là đây nó có thông đâu không? Không, 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 không. Nó không đâu. Vậy ông từ vừa nó vào đây thôi. Này, này, cũng còn nguyên. Đấy, đấy. Đấy. Thì gây rắn đi. Sáu con hả? Sáu con rồi. Sao trong này còn nhiều thế? Đây. Ui. Nó phí độc kinh chưa? Ui độc ra kìa. Đúng chưa? Có hoa, con này hổn hoa. Hổn hoa hoa rồi. Quá đúng mùi này nhầm. Con này kinh nhầy. Ui con này béo kinh thế. Cũng không béo đâu, dài lắm ý. Nó chạy ra. Nó chạy ra đấy. Con này con đực, nó canh trứng này nó lư. Lắm. Ui. Ui lắm. Nó mới nhầm ạ. Trong cái bàn này. Này mọi người này. Không giữ chưa này. Có ông giữ chưa. Đúng nó cứ đòi chạy vào tổ của nó nhá. Biết cái tổ nó đấy rồi. Nó bảo vệ trứng đấy đấy. Nó vào nó bảo vệ trứng con nó. Con này con đực. Nó vào nó bảo vệ trứng đấy. Này mọi người này. Con này trứng nhá. Ui trời ơi. Vậy đấy thấy không. Ê. Đặng đến phải thức lắm anh ạ. Này mọi người này. Không giữ nhá. Có ông giữ luôn. Đặt này, thôi rồi, bỏ đi. Con này bảnh đẹp lắm nhá. Bỏ túi đi. Bảy con. Ui tím nhỉ. Nhiều lắm. Trứng nhá. Rán. Đây. Còn đấy. Đây. Ngại chưa? Đấy. Kinh khủng chưa? Tám con. Này. Tám con rắn kìa. Tám con rắn kìa. Tám con rắn kìa. Tám con rắn. Đấy mọi người này. Thấy không? Hôm nay anh em đã đến đây thì đã bắt được 8 con rắn luôn mọi người nhá. Ở cái bếp nồi này lần trước anh em mình bắt được một con rất là to. Hôm nay thì nhiều loại rắn. Ở đây kiểu nó ở đây, cậu nó quen rồi. Nó ở đây nó quen rồi. Đây, con béo mẫm mầm luôn. Ui giời, đẹp chưa? Nguy hiểm lắm. Đang ấp trong này này thì anh em bắt được mọi người. Đấy xem còn con nào không nhá. Không còn, kìa nhà. Ui, nặng phết này. Hết rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Xem còn trứng không? Hết trứng rồi. Hết trứng rồi. Xem còn con nào không? Không. Tui trên bếp nồi sao? Không còn nữa nào. Hết rồi. Ui, trứng này. Ui, non này. Ui, quá trời trứng luôn. Quá nhiều trứng luôn mọi người nhá. 8 con. Đây, đến như bao nhiêu quả? Đấy, con bé đẻ. Đến như bao nhiêu quả? 6. Không gạt anh như này này. Gạt tay cho mọi người nhìn này. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20, 21 quả trứng. 21 quả trứng kinh nhỉ. Kinh nhỉ. Một ổ rắn đẻ ra 21 quả trứng. Ổ rắn đẻ 21 quả trứng. Mấy con đẻ đấy nhỉ. Nó đang đẻ dần đấy. Xem trứng nó đẹp chưa. Đấy được. Chứng tỏ nó sẽ có một con. Hôm nay nó đi nhìn thấy nó chạy chạy đấy. Đúng rồi, nhìn thấy nó chạy vào đây. Bắt đầu với này nó đang ăn cóc nữa. Chắc là nó công vào đấy để cho cái con nó đẻ. Ui vậy nó tha nó được cái cóc. Ui nó tha cóc vào không? Nó đấm cái rồi. Cóc vào đấy để nó cho cái cái nó nằm ở đấy nó ăn. Nó đẻ vào đó vào trong đây. À. Con đực nó công vào trong cái ấp ấy. Đấy mọi người, quê mình bây giờ cái mùa này rắn này mùa rắn chích chẳng mọi người nhá. Thế rắn đực ra rất nhiều. Hôm nay ông não ông bắt được quả tang là con đực cái công mồi về cho con cái ăn mọi người. Công nó bắt cóc nó công vào. Nó bắt cóc nó phát hiện được.
lần trước nó đã ở đấy lần rồi, lần này nó lại bắt đầu quen chỗ này. Này hai anh em vào trong bếp tìm tiếp xem có thấy gì. Người thì bây giờ anh em sẽ vào trong bếp, anh em mình bây giờ phải về lấy đồ nghề đã, đèn pin các kiểu. Vào trong bếp tìm hết lại cho một lần nữa nhé mọi người nhé. Có lẽ là video của anh em sẽ kết thúc tại đây mọi người nhé. Mọi người xem video cảm thấy hay nhớ like chia sẻ đăng ký kênh ông cháu mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá.